Vâng, xin chào bác, chào mừng các bác em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay bên em để tiếp tục về thêm mẫu lọc xì cơ giá rẻ DBX 231 cho anh em. Đây là một trong những mẫu lọc xì bên em Tùng bán rất là chạy hàng. Và em cũng đã nhập thêm lô hàng mới ở đây để phục vụ các anh em. Bởi vì cái mẫu lọc xì này em thấy là anh em đánh giá khi chúng ta nhận hàng về chúng ta đánh giá rất là tích cực. Vậy là bên em quyết định nhập thêm hàng mới để phục vụ các anh em. Và em vẫn luôn để giá tốt cho anh em, đó là 1.200.000 đồng cho nó bên em bao ship và tặng giấy rắc để các bác em có thể lựa chọn nữa trong khóa gia đình này. Chúng ta muốn căn chỉnh chi tiết các giải bát chung chép, muốn sở hữu cho mình một mẫu lọc xì cơ chỉnh dễ dàng và tính chất âm thanh ổn định, đừng bỏ qua DBX 231 quá nhá. Và xin giới thiệu cho anh em một chút về cái thiết kế của mẫu sản phẩm DBX 231 bên em. Đầu tiên là một hộp hình thức các bạn, đây là mẫu sản phẩm hàng nhập khẩu loại 1 các bác nhá. Và có phiên bản màu đen là phần chủ đạo và ở bên ngoài lớp rìa sẽ là phần màu quân độ camo. Các bác nhà em có thêm một cái thiết kế đẹp mắt về cái phần giao diện. Với DBX 231 sẽ là hai kênh, tương với đó là 31 cần số, có các giải tần số từ 20 cho đến tận ở 20kHz để anh em có thể căn chỉnh chi tiết. Các giải bass thì sẽ nằm từ 20 cho đến 500, giải trung sẽ là từ 630 cho đến 2,5 và cuối cùng là giải chép từ 3,15 cho đến 20k để các bác anh em có thể căn chỉnh bass trung chép cái riêng biệt đấy. Và góc tay trái màn hình các bác anh em đây là toàn bộ tính năng như là đèn cảnh báo clip này, thứ hai nữa là EQ bass để các bác anh em thông qua lọc xì này, thêm nữa là có chế độ cắt biên độ này để các bác anh em sử dụng nhá. Và đương nhiên rồi, khi chúng ta sử dụng lọc xì cơ như thế này trong khóa gia đình ấy, các bác sẽ được trải nghiệm âm thanh tuyệt vời và theo cái sở thích các bác vì em tự phối nhạc đấy. Có nghĩa là các bác có thể tăng giảm bass chép theo cái khả năng nghe của các bác em. Chúng ta muốn tăng giảm giải nào hoàn toàn có thể căn chỉnh một cách rất là đơn giản dễ dàng thôi. Với việc là chúng ta vặn các cái cần số ở đây, chúng ta gạt lên gạt xuống để chúng ta tăng giảm âm lượng bass chép dễ dàng và đơn giản, cực kỳ là dễ dàng đối với anh em ạ. Nếu như các bác em mà chưa biết cách sử dụng thì có thể liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio, mình sẽ hướng dẫn các bác em cách chi tiết hơn khi chúng ta sử dụng DBX 231. Và phần lớn là anh em đặt lọc xì là thần lớn anh em thấy đấy là các bác em đã biết cách sử dụng lọc xì và đã biết cách căn chỉnh của giải bass trung chép rồi, nên là các bác về nhận về chúng ta vừa có thể dễ dàng sử dụng, anh em sử dụng trong khoảng tầm 2-3 hôm thôi, em khẳng định luôn là các bác có thể tự phối được cho những mình những cái bản nhạc riêng, và thậm chí là nhiều anh em còn có những cái cách phối nhạc rất là hay đấy, anh em nên là tự chia sẻ ngay ở trên kênh YouTube bên em để cho các bác anh em khách hàng phía sau có thể xem được cái ý kiến đóng góp của bác anh em, như là cái cách sử dụng làm sao để cho có một không gian phát hình tốt nhất với mẫu sản phẩm DBX 231 bên em. Em nhận thấy là có rất nhiều anh em đặt hàng và cũng cho ý kiến đánh giá là cái mẫu sản phẩm này nó cũng chất lượng và hàng thì là hàng mới nhập khẩu rồi. Thế đương nhiên là anh em sẽ có chế độ bảo hành tới 1 năm. Và không những thế, khi bác anh em nhận hàng tại cửa hàng Tùng Audio thì bên em sẽ hỗ trợ cho bác anh em, đó chính là chúng ta nhận hàng chúng ta được phép kiểm tra hàng và không phải đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào khi bác anh em đặt hàng với những mẫu sản phẩm như thế này. Và DBX 231 bên em thì hướng dẫn chi tiết hơn cho anh một chút nhá. Với mẫu sản phẩm này thì anh em có thể nâng được tiếng nhạc, chủ đạo nó sẽ nâng tiếng nhạc lên và hoàn toàn cũng có thể nâng tiếng mic nhá. Nếu mà khi bác anh em ghép nối cho em là từ nâng tiếng và xuống các thiết bị như là với vang, và anh em mà khi mà chúng ta sử dụng ấy là chúng ta lấy tín hiệu vào vang đấy, chúng ta ghép cho em là từ vang vào nâng tiếng và xuống đẩy xuống đi, thì khi đó thì chúng ta sẽ có thể là vừa nâng tiếng nhạc và vừa nâng tiếng mic. Là anh em nhớ cho em là phải căn chỉnh làm sao cho nó hài hòa để khi mà chúng ta ghép một con lọc xì vào, nó sẽ đẩy được lên cái giải tốt nhất cho các bác vì em vừa có thể hát vừa có thể nghe nhạc tốt nhất nhá. Và thôi, ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm một chút chất âm đến từ mẫu sản phẩm DBX 231 nào. Ở đây thì em đã sẵn sàng là em căn chỉnh trước rồi tất cả tính năng rồi, và các bác cùng với em xem là khi bên em Tùng căn chỉnh như này liệu là có ổn khi bác em nghe nhạc hay không nhá. Các bác anh em thấy sao ạ? Hôm nay thì bên em cũng đã căn chỉnh trước cái chế độ bass chép rồi. Thì ở đây thì em đang sử dụng những cặp loa nghiêng về giải bass, thế nên là em giảm một chút về giải bass để em nghiêng về giải lời hơn. Nếu các bác nghe ở trên video bên em thì phần lớn anh em nghe được giải lời nó rất là rõ nét đúng không ạ? Giải bass thì nó đi kèm vào thôi. Bởi vì loa nhà em đã là loa dòng bass rồi. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể căn chỉnh với những cặp loa phòng hát gia đình riêng nhá. Các bác nghe nhạc sao ạ? Cũng rất là sôi động đúng không ạ? Rất là sôi động. Thật sự là khi chúng ta có một con lọc xì như thế này thì nó sẽ đẩy lên tất cả giải bass trung chép rồi. Anh em có thể hoàn toàn sử dụng theo
theo cái sở thích cá nhân, chúng ta có thể căn chỉnh rất là chi tiết các giải bass trung chép, tùy theo cái điều kiện nghe cũng như là cái khả năng cảm thấu thâm nhạc của các anh em. Nếu như các anh em nào đang cần có một con lọc xì cơ giá rẻ chất lượng như thế này, chỉ cần bỏ ra vỏn vẹn đúng 1.200.000 đồng thôi, và các bác có ngay một con lọc xì rất là chất lượng DBX231 bên em, bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Biên Tùng 0979629336 đặt hàng ngay với bộ sản phẩm lọc xì cơ giá rẻ DBX231 nhá. Và video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bác khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh Nhôm Audio Hải Dương. Xin chào.